Nấu canh khổ qua thịt bò, khổ qua móc ruột ra, cái khổ qua này, đây thịt bò nè, thịt bò có nấm mèo, húng tàu, bột nêm, tiêu, nước mắm, chút bột ngọt, trộn cho đều để tủ lạnh, hành lá. Giờ là móc ruột khổ qua đây. Đây, móc rồi nè. Bỏ vô cái thau. Móc sạch xong bây giờ bỏ vô trong cụm qua nước sôi. Đây, bật ấm nước sôi cho nó sôi nè, mình đổ vô trong cái khổ qua cụm sơ. Giờ nước đã sôi xong rồi. Đổ nước sôi vô trong khổ qua cụm. Gấp ra cái rổ nè, áo mình mới nhồi thịt vô. Úp cho nước nó xuống để nó ráo khoảng 10 phút, mình nhồi thịt vô. Đây, củ qua xong rồi, giờ mình nhồi thịt vô nè. Lấy cái muỗng nhỏ múc thịt bỏ vô. Cái này là thịt bò nha, anh đang ăn thịt heo là giờ anh ăn thịt bò. Tiếp tiếp tục mình dò cho nó hết luôn, dò cho nó hết luôn.
Dò cho đến khi hết luôn. Đây, khô qua đã nhồi xong một dĩa, bây giờ mình để đây bắt nước, trộn bắt nước nấu chứ. Còn cái thịt này còn dư thì mình chít cục cục nhỏ nhỏ bỏ vô nồi nấu cho nó ngọt nước. Đó, một dĩa khô qua thịt bò rất là ngon luôn. Bắt mà nước nó sôi là bây giờ mình cho một lon nước súp gà vô. Đó. Súp gà vô đây. Nước đang lên tim nè. Cái khổ qua đã mình dùng thịt. Bây giờ mình bỏ vô để mình hầm từ từ cho nó ra nước ngọt. Đó, đang bỏ vô từ từ đó. Bây giờ mình để đây cho lửa rêu rêu cho nó hầm từ từ. Nó chín mình mới nêm nếm. Rồi lát mình bỏ cái thịt còn dư lại vô trong. Đó, củ qua đang sôi từ từ để cho nó sôi nè. Mình hết bọt. Hầm ít nhất phải 20 phút mới chín. Đấy, canh khổ qua nè, chín bây giờ mình vứt cái thịt nó còn dư cái mình cho vô cục cục rồi. Nấu cái thịt bò thì cái nước nó hơi nâu chút xíu mà nó ngọt hơn. Đấy, mình cho vô cục 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 nè, cho hết vô chứ mình để công cũng không làm gì, ăn cho nó ngon nó ngọt nước. Cứ dít đại bỏ vô rồi ra. Đây mình bỏ hết vô rồi, giờ trộn lên cho nó sôi, cái nêm nếm lại cái cho hành lá vô. Mình chỉ có nêm thêm chút nước mắm, chút bột nêm, chút tiêu là vừa ăn. Canh khổ qua nó sôi chín là bây giờ cho hành này lên, đi cho thêm chút hành nhỏ chút. Xong, được nồi canh khổ qua, ngon tuyệt vời. Mời cả nhà dùng canh khổ qua với gia đình mình nha.